Phần kể về gia đình. Gia đình là nơi mà con sinh ra, lớn lên và được chăm sóc, dạy bảo, yêu thương. Vậy kể về gia đình của mình như thế nào? Với tình cảm các con đã có, các con còn cần phải dựa vào một trình tự đúng để các con diễn đạt sao cho không bị lộn xộn trong phần miêu tả của mình. Bây giờ, cô và Tuliha sẽ giúp các con sắp xếp các ý đó để các con có thể kể được về gia đình của mình nhé. Trước hết, chúng ta sẽ học tập bạn để chúng ta viết đúng được yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là bạn nhỏ trong đoạn văn sau kể những điều gì và kể điều đó với ai. Chúng mình cùng tìm hiểu phần bài học. Đây là phần bài viết của bạn Hoài Sơn về gia đình bạn. Các con nghe cô đọc nhé. Nhà tớ ở gần trường thôi, ra khỏi cổng trường, đi thẳng. Khi nào bạn nhìn thấy bên phải đường có hàng rào dâm mụt nở hoa đỏ tươi, đấy là nhà tớ đấy. Ông tớ trồng nhiều cây và nhiều hoa lắm. Ông thường dạy tớ tên các loài cây trong vườn. Bà tớ nấu ăn thì tuyệt vời. Bà bảo con cháu đi làm đi học vất vả, bà phải nấu ngon để mọi người có sức khỏe mà làm việc, học hành. Bố mẹ tớ là bác sĩ, ở bệnh viện cả ngày để chữa bệnh cho các bệnh nhân. Hôm nào cậu vào nhà tớ chơi nhé. Đây là phần đoạn viết mà bạn đã kể về gia đình. Gia đình của bạn có cả ông bà, cha mẹ và cách mà bạn kể, con có thể thấy bạn rất tự hào về những người thân trong gia đình của mình. Bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu để nắm được cách mà bạn đã kể về gia đình bạn nhé.